Xin chào các bạn, hãy cùng Nu Skin 88 tìm hiểu về 15 dấu hiệu phổ biến cảnh báo ung thư. Ung thư thường không có triệu chứng cụ thể, vì vậy để phòng bệnh ung thư và phát hiện sớm, cần hạn chế các yếu tố nguy cơ và thực hiện các biện pháp sàng lọc ung thư phù hợp. 1. Thay đổi trên da. Trên da xuất hiện nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi kích thước, hình dạng hoặc màu sắc rất có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, hãy đến gặp bác sĩ để được khám và kiểm tra. 2. Ho dai dẳng. Ho dai dẳng thường xảy ra khi người bệnh mắc phải hội chứng chảy dịch mũi sau, hen suyễn, trào ngược axit hoặc nhiễm trùng. Nếu ho không biến mất hoặc ho kèm cả máu, bác sĩ sẽ lấy chất nhầy từ phổi để xét nghiệm hoặc chụp quang ngực để kiểm tra ung thư phổi. 3. Thay đổi về vú. Hầu hết các thay đổi vú không phải là ung thư. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn phải thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu thay đổi trên vú bằng cách đứng trước gương tự khám. Nhận thấy có bất kỳ u cục, thay đổi núm vú hoặc núm vú có tiết dịch, vú bị đỏ, dày lên hoặc đau ở ngực. 4. Đầy bụng. Bình thường, bạn có thể bị đầy bụng hoặc đầy hơi do chế độ ăn hoặc do căng thẳng. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này không tự biến mất hoặc bạn cảm thấy mệt mỏi, kèm với các triệu chứng khác như sụt cân không rõ lý do, đầy hơi liên tục ở phụ nữ có thể là một dấu hiệu của ung thư buồng trứng. 5. Gặp vấn đề khi đi tiểu. Nhiều người đàn ông có vấn đề về tiết niệu khi càng lớn tuổi như đi tiểu nhiều hơn hay bị rò rỉ hoặc dòng chảy của nước tiểu yếu đi. Thông thường, đây là những dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt nhưng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. 6. Xương hạch bạch huyết. Khi hạch bạch huyết bị sưng, điều đó thường có nghĩa là cơ thể đang chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng như cảm lạnh hoặc viêm họng. Một số bệnh ung thư như ung thư hạch bạch huyết và bệnh bạch cầu cũng gây ra loại xương này. 7. Máu sau khi đại tiểu tiện. Nếu bạn thấy máu sau khi đi đại tiện thì hãy đi khám tại cơ sở y tế. Đây có thể là do bệnh trĩ hoặc ung thư ruột kết. Nếu xuất hiện máu trong tiểu thì có thể là do nhiễm trùng đường tiết niệu hay ung thư thận hoặc bàng quang. 8. Thay đổi về tinh hoàn. Như có một khối u hoặc xương trong tinh hoàn. Khối u không đau là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tinh hoàn. Đôi khi, người bệnh có thể chỉ có cảm giác nặng ở bụng dưới hoặc bình hoặc cảm thấy tinh hoàn có kích thước lớn hơn so với trước đây. 9. Khó nuốt. Nếu triệu chứng này không biến mất sau khi hết bệnh hoặc ngừng các loại thuốc trên thì bạn cần đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Khó nuốt cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ở cổ họng hoặc thực quản. 10. Chảy máu âm đạo bất thường. Chảy máu bất thường giữa hai chu kỳ kinh nguyệt hay chảy máu ngoài kỳ kinh có thể có nhiều nguyên nhân gây ra như u xơ hoặc do các biện pháp tránh thai. Cần đến cơ sở y tế khám để loại trừ ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung hoặc âm đạo. 11. Vấn đề ở miệng. Từ hôi miệng đến lở loét, hầu hết các thay đổi trong miệng đều không nghiêm trọng. Nếu bạn có các vết loét màu trắng hoặc đỏ trong miệng mà không lành sau vài tuần, đặc biệt có kèm theo hút thuốc lá thì có thể là dấu hiệu của ung thư miệng. 12. Giảm cân. Bạn có thể giảm cân khi thay đổi chế độ ăn hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, giảm cân cũng có thể xảy ra nếu bạn có các vấn đề về bệnh lý khác như căng thẳng hoặc bệnh về tuyến giáp. Trường hợp giảm tới 4,5kg mà không cần thực hiện bất kỳ biện pháp gì thì đó có thể là dấu hiệu các bệnh ung thư. 13. Sốt thường là dấu hiệu cơ thể bạn đang chống lại nhiễm trùng hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Tuy nhiên, nếu sốt không biến mất mà kéo dài dai dẳng và không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng, thì đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch bạch huyết. 14. Chưng ở nóng. Hầu như tất cả mọi người đôi khi sẽ có cảm giác ở hơi sau khi ăn hoặc do căng thẳng. Nếu đã thay đổi lối sống nhưng không có tác dụng và chưng ở nóng vẫn không biến mất, thì hãy tìm đến bác sĩ thực hiện một số xét nghiệm xem đây có phải là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày hay không. 15. Mệt mỏi. Rất nhiều nguyên nhân có thể khiến bạn rất mệt mỏi và hầu hết trong số đó đều không nguy hiểm. Tuy nhiên, mệt mỏi là một trong những dấu hiệu sớm của một số bệnh ung thư như bệnh bạch cầu. Hiện tại các sản phẩm đang sale với giá ưu đãi. Vui lòng liên hệ với hotline 083.551.9999 đọc mã TR155 để nhận giá tốt nhất với khách hàng đến từ YouTube hoặc click link bên dưới để xem thông tin chi tiết hơn về sản phẩm. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới nhất về các sản phẩm cùng những tip làm đẹp. Nu Skin 88 đảm bảo độ tin cậy và luôn mang đến cho các chị em những sản phẩm chính hãng.